Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay di động cao cấp.vn giới thiệu các bạn một linh kiện tiếp theo của điện thoại Lenovo A7000 đang có bán tại di động cao cấp.vn. Đó là cụm chân sạc của điện thoại Lenovo A7000. Khi hàng gặp sự cố liên quan đến chân sạc của điện thoại Lenovo A7000, lỗi không nhận sạc, sạc chập chờn lúc được cũng không, nhận máy tính nhưng không nhận sạc hoặc ngược lại, quý anh vui lòng mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn. Kỹ thuật viên của di động cao cấp.vn sẽ bóc tách phần chân sạc của điện thoại Lenovo cũ của quý hàng và thay mới sân sạc mới cho quý vị và các bạn. Thông tin thêm về dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại Lenovo A7000 cũng như dịch vụ thay mới chân sạc của điện thoại Lenovo A7000, quý hàng vui lòng mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn hoặc gọi điện đường dây nóng 04 667 50 99. Kỹ thuật viên của di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể quý khách hàng cách khắc phục các lỗi sự cố liên quan đến điện thoại Lenovo A7000 nói chung và sửa thay mới chân sạc cho điện thoại Lenovo A7000 của quý khách nói riêng. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video của di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp linh phụ kiện điện thoại Lenovo A7000 hàng đầu hiện nay.